Kính thưa quý vị, tôi rất cảm ơn và hân hạnh được dự cái buổi chương trình hơi nhạc để kỷ niệm 192 ngày sinh và 126 ngày mất của Đỗ Chí Hạnh. Các tôi thì có lẽ buổi kỷ niệm ngày hôm nay nó mang rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đã từng nói chuyện buổi tập huấn về luật biển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Hà Nội, thì có luật sư nói rằng chúng ta đang bắt đầu cuộc chiến không đủ sức. Và như chúng ta đã thấy, khi mà Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 tại cái thềm lục địa hay là vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thì đó phải gọi là chính thức sự xâm lược đó. Có lẽ những người nhà thơ yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu đã có vai trò rất quan trọng, đã nuôi dưỡng cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam khi mà Pháp xâm lược Việt Nam chúng ta. Và cả cuộc đời của cụ phải nói rằng là không những mình đấu tranh với cái thơ yêu nước mà cụ còn là một nhà giáo chân chính tiêu biểu của cái thế kỷ 19 đó. Và cái tấm gương của nhà giáo tiêu biểu đó, ngoài cái thơ đã tạo ra cái ảnh hưởng rất quan trọng đối với lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam suốt thế kỷ 19. Sang thế kỷ 20 thì có rất nhiều những nhà thơ yêu nước, trong đó có Vũ Hán Nam, Trần Tuấn Khải. Và tôi đã dự và tôi rất cảm xúc cái bài Cô Bán Nước. Với cái buổi thơ nhạc ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là nó là một cái hình thức để mà giữ hồn dân tộc. Tôi có nghiên cứu về vấn đề văn hóa Việt Nam và thế giới, thì tôi thấy là chưa có một nước nào như Việt Nam thơ, nhất là thơ lục bát, có thể hát được hàng trăm, hàng ngàn làn điệu dân ca các cổ vật, chưa có được nào. Và cụ Đỗ Chiểu, cái thơ của Lục Vân Tiên đó, là Trường Ca Lục Bát, cũng là một cái nhà thơ tiêu biểu về trường ca của Việt Nam. Như quý vị đã từng nói, nếu Nguyễn Du là nhà thơ trường ca Việt Kiều ở miền phía Bắc, miền phía Nam, phải là Lục Vân Tiên của cụ Đỗ Chiểu. Và như vậy, thơ ca là hình thức có thể là giữ hồn dân tộc. Thì những cái điều khác mà quý vị đã nghe và sẽ nghe hôm nay đó, thì phải nói sẽ đem vào cái tâm khảm của mình cái tinh thần dân tộc hồn đẹp đó. Vì vậy tôi mong rằng là cái tinh thần, cái buổi thơ ca của câu lạc bộ Thơ Việt, trung tâm văn hóa của Tân Bình đó, nó sẽ được phát huy phát triển. Riêng tôi nhân cái dịp kỷ này, kỷ niệm này, tôi xin được kính dâng lên cụ một cái trường ca Biển Đông Dạng Sóng 2003
mà bờ đâu là thành Biển Đông. Và tôi mong rằng là một ngày gần đây để sản xuất bản cái tác phẩm đó, tôi xin được dâng lên cụ và tiếp nối cái tinh thần yêu nước. Và chắc chắn với tình thần yêu nước đó, chủ quyền của Việt Nam hay nước Việt Nam sẽ mãi tồn tại. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nghe.